Vâng, xin chào toàn thể anh em thân mến. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm của Suka Audio. Loại này là cái loại mình mới nhập về, công ty mình mới nhập về. Và hôm nay mình sẽ xin phép tất cả anh em đập hộp nguyên con này luôn. Đây, trước mắt anh em là vỏ hộp của nó. Đấy, vỏ bìa cắt tông ra nhá. Bên trong có lớp bảo vệ rất chắc. Đấy, gồm quyển hướng dẫn. Đấy, cái hướng dẫn của nó đây, tem tiếp đấy nhá. Trong các bộ phận nó là gồm có bộ máy này đấy nhá, máy của nó đây Rất là đẹp. rất là đẹp luôn, đen nhìn sang lắm. Còn có đây là dây quang kèm theo với cả bộ sản phẩm này. Nhờ thường thì bên công ty mình sẽ tặng cho các bạn một dây quang loại xịn của mình, đây là loại bãi Mỹ. Thì cái loại này nếu mà anh em không thích ý, thì có thể là yêu cầu mình thêm, mình sẽ thêm cho mình khoảng 150.000, mình sẽ đưa anh em loại dây quang bãi Mỹ, loại là này của mình này, loại audio quét này. Đấy, đang là loại xịn nhất công ty mình luôn. Thì đây gồm có một cục nguồn này. Đấy. Dây kết nối này. Dây kết nối USB này. Ở đây Bluetooth này. Chuyển đổi sang tai nghe này. Đấy nhá. Thì sau đây mình sẽ lắp vào cho anh em xem nhá. Đấy. Cái này là cái chuyển sang tai nghe nhá. Lắp vào này. Đây là cái Bluetooth nhá. Bật sóng Bluetooth cho anh em. Đấy. Đấy, có thể gập lên này. Đây, nguồn ở đây. Con này hiện tại là đang để với mức giá là 3 triệu hai. 3 triệu 800 nghìn đồng. Đấy. Miễn phí ship cho anh em luôn, bao ship toàn quốc, bảo hành cho anh em và có thể trong vòng 7 ngày lỗi một đổi một cho anh em nhé. Đây. Đấy, khởi động chỉ cần các bạn ấn vào một nút này thôi. Thì duy nhất cái con Q6 này thì giờ nó tích hợp hết vào một nút tròn to này. Đấy. Đổi từ Bluetooth này sang các cổng khác đây, tăng tăng giảm nha, tăng bạn xoáy bên phải theo chiều kim đồng hồ, giảm thì ngược lại. Nó có thể là khuếch đại bức sóng là 32 bit nha. Đây là mình hướng dẫn các bạn anh em lắp dây quang. Thì ở trong dây quang ấy thường là nó có cái bộ phần bảo vệ đầu này, thì anh em bằng cao su anh em phải bỏ ra, nó bảo vệ cái kính ở đây. Đấy, anh em sẽ lựa đây phần sau của nó nhá, gồm cổng USB này, cổng optical này, cổng quad này và hai cổng AV này. Đấy, mình đây là cổng quang của nó nhá. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em. Đấy. Đấy, tạch phát là xong, là ok rồi. Đấy, hôm nay là mình review cho anh em bộ này nhá, rất xịn sò luôn. Giá thì bên công ty mình để cực mềm rồi. Thì anh em có gì mà cần anh em quan tâm đến sản phẩm hoặc là cần biết thêm về thông tin của sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp đến mình qua tin nhắn ở phần phía bên dưới, hoặc có thể là liên lạc qua số điện thoại 0963411622. Zalo mình cũng là số đấy luôn luôn nhá anh em nhá. Thôi, xin chào tất cả anh em.